Xin chào các bạn, mình là Jasmine, mình ở trong ban phụng sự của đội ngũ Diviners. Nhân dịp năm mới, đội ngũ Diviners muốn gửi tới bạn và gia đình yêu thương của mình những lời chúc lành. Chúc cho bạn có một năm mới trọn vẹn, ý nghĩa, sống tỉnh thức mỗi ngày. Các bạn yêu quý, nhân dịp năm mới 2023, đội ngũ Diviners có một vài thông báo quan trọng muốn gửi tới bạn và cộng đồng. Điều đầu tiên liên quan tới cấu trúc của tổ chức. Diviners không chỉ là một tổ chức đâu, mà đây là một hệ sinh thái của các dự án hoạt động vì cộng đồng chặt chẽ với nhau, hướng tới một mục tiêu phát triển duy nhất. Đó là truyền cảm hứng cho chúng ta, khai mở tâm thức và sống một cuộc đời trọn vẹn, ý nghĩa, đầy đủ và thịnh vượng. Hiện, Diviners được chia thành 3 mảng chính. Mảng đầu tiên, cộng đồng tỉnh thức. Đây chính là không gian chữa lành Diviner Ashram ở dưới Nam Cát Tiên và dự án Diviner's Ambassador, đại sứ Diviner's. Mảng số 2, đây chính là mảng doanh nghiệp xã hội. Diviner's hiện đang vận hành một nhà hàng thuần chay Heal & Celeb ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Diviner's có sản phẩm thuận tự nhiên Divine Spark và một mảng giáo dục và đào tạo Diviner's Org. Cuối cùng, đây chính là mảng nghệ thuật tỉnh thức, bao gồm hai dự án. Dự án đầu tiên là nghệ sĩ tỉnh thức và dự án thứ hai, xưởng phim Short to Shine. Diviner's hy vọng với cấu trúc tổ chức rõ ràng, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng và ủng hộ Diviner's trong thời gian tới để tiếp tục lan tỏa nhiều giá trị hơn nữa tới cộng đồng của chúng ta, truyền cảm hứng về một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa. Điều thứ hai, đó chính là về việc thay đổi cách gọi Master Ojaswanis. Hiện Master Ojaswanis đang ở trong hành trình 365 ngày tĩnh lặng. Đây là một hành trình cường độ cao và quay về bên trong khi mà thầy thực hành thiền lâu, dài và không tương tác với thế giới bên ngoài trong vòng một năm liên tục. Các bạn có hình dung ra được không ạ? Chúng ta có làm được điều này không? Hãy cùng Jasmine và đội ngũ Diviners gửi lời chúc lành tới thầy trong một năm thực hành cường độ cao như vậy. Và trong thời gian sắp tới thì đội ngũ Diviners sẽ gửi tới bạn những cuốn sách nói, đây chính là những podcast, thông điệp của thầy mỗi ngày gửi tới cho chúng ta trong vòng 365 ngày liên tục. Hy vọng các bạn sẽ đón nhận podcast này như một món quà từ đội ngũ Diviner gửi tới bạn vào dịp năm mới. Đây chính là những lời gợi nhắc từ Master Ojaswanis hướng tới chúng ta sống trọn vẹn và ý nghĩa mỗi ngày. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, đội ngũ Diviner xin phép được gọi thầy là Master Oneness. Tại sao lại có một sự thay đổi như vậy? Oneness là gì? Các bạn có biết không? Oneness có nghĩa là sự hợp nhất. Và đây chính là những giá trị mà đội ngũ Diviners muốn hướng tới để lan tỏa tới cộng đồng của chúng ta. Không còn sự chia rẽ, không còn sự phân biệt, mà chúng ta chỉ là một sự hợp nhất giữa tôi và bạn và tất cả chúng ta, tất cả vũ trụ. Trong năm nay, chúng ta hân hoan chào đón sự đồng hành của Master Mukesh. Thầy là một bậc thầy tâm linh với hơn 15 năm kinh nghiệm trong hành trình chuyển hóa bản thân và hỗ trợ người khác cùng phát triển tâm thức của mình. Chuyên môn của thầy là về nghệ thuật sống tỉnh thức, yoga, thiền, nghệ thuật, và thầy sẽ mang tới một nguồn năng lượng rất ấm áp, rất tự nhiên để nâng đỡ, để hỗ trợ chúng ta tiến sâu hơn trên hành trình chuyển hóa và phát triển bản thân này. Và các bạn thân mến, nhân dịp Tết đến xuân về, đây quả là một dịp tuyệt vời khi mà chúng ta có cơ hội được kết nối với những người mà chúng ta yêu thương. Vậy thì nhân dịp một dịp ăn mừng lễ hội như vậy, hãy cùng đưa ra những sự lựa chọn để đón một cái Tết thật tỉnh thức. Diviners đang có chiến dịch Tết 3T, tỉnh thức, thuần chay, trọn vẹn. Để truyền cảm hứng cho chúng ta, hãy ăn thuần chay trong những ngày Tết. Thay vì chúng ta sát sinh, đổ máu, hãy có những lựa chọn xanh và cùng lan tỏa lòng từ bi tới muôn loài động vật trong một ngày lễ Tết của quốc gia chúng ta. Và nhân ngày này, chúng ta hãy gửi những lời chúc lành yêu thương, hãy kết nối, hãy bày tỏ từ trái tim tới những người chúng ta yêu thương trong gia đình của mình các bạn nhé. Diviners hy vọng có thể cùng các bạn đón một cái Tết 3T, tỉnh thức, thuần chay, trọn vẹn,
để Tết này tỉnh hơn Tết xưa, xuân này xanh hơn xuân xưa các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và Jasmine gửi lời chào, lời chúc tới tất cả các bạn. Namaste.